Xin chào các bạn, tôi tên là Quyền. Gia đình Quyền là người tị nạn từ Việt Nam qua. Quyền có nhiều cơ hội lớn lên và sống ở nước Úc. Nên ngày nay Quyền là manager tại ASRC. ASRC giúp người tị nạn có chỗ nương tựa và cho niềm hy vọng. Nhiều người tị nạn tới đây và tới ASRC không có nhà cửa, không có đi làm được, không có Medicare. ASRC có bác sĩ, y tá, luật sư, công nhân giúp kiếm nhà cửa, có food bank cung cấp đồ ăn, có chỗ đến ăn bữa cơm. Trong thời khó khăn này, so ra ít người quyên tiền. Sau 22 năm, ASRC có thể đóng cửa. Xin các bạn, nếu giúp được thì giúp cho những người tị nạn hiện tại có cơ hội giống cộng đồng người Việt Nam mình. Xin các bạn cứu giúp ASRC. Cảm ơn các bạn.